Xin chào tất cả các anh chị. Đây là một bài tập đọc và nghe tiếng Pháp. Về phần nghe thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị về từng câu, về các cái chữ khó. Và trong khi như vậy thì các anh chị cũng nghe một chút là tôi đọc ra, bởi vì khi giải thích thì phải đọc. Và sau khi làm xong một bài thì tôi sẽ đọc lại một lần. Tuy nhiên các anh chị có thể nghe bài này rất nhiều lần, bao nhiêu lần tùy ý, bằng cách các anh chị tìm vào trong trang Podcast Français Facile. Bởi vì tôi trích dẫn bài này từ trong trang này. Chúng ta tìm bài này thì có hai cách. Nếu chúng ta đi vào thẳng trong trang mạng này thì chúng ta tìm vào trình độ débutant, trình độ sơ cấp đó, rồi tìm vào phần đọc, tức là phần lecture, rồi chúng ta tìm vào cái đề tựa này thì nó sẽ phải đi qua hai ba bước. Thì có một cách thứ hai đơn giản hơn. Các anh chị gõ vào trong Google chữ text facile, các bài đọc dễ dàng. Khi gõ vào trong đó thì sẽ hiện ra cho chúng ta khá nhiều trang, và trong những cái trang đó có những cái trang họ đề xuất cho chúng ta những bài cũng lý thú, cũng hay lắm, nhưng lại không có phần nghe. Thì riêng trang này thì có phần nghe. Các anh chị vào trang này, các anh chị có thể tìm thấy phần nghe và chúng ta có thể nghe đi nghe lại một số lần theo theo như chúng ta muốn đó. Và tôi cũng xin nói thêm một chút là phần nghe này rất là hữu ích cho chúng ta, là bởi vì các anh chị khó tìm được cái phần nào mà nó phù hợp với mình lắm. Có rất nhiều ở trên internet, thế nhưng mà đôi khi nó không có phù hợp với trình độ của mình. Đôi khi là cái nội dung rất là đơn giản, nhưng mà người ta đọc theo cái tình huống của cái nội dung đó. Chẳng hạn như hai đứa bé nói chuyện với nhau, hai bạn trẻ nói chuyện với nhau một cái đề tài rất là đơn giản, nhưng mà họ nói đúng theo như tốc độ của tình huống ở bên ngoài. Như vậy chúng ta khó nắm bắt. Những cái bài này rất là phù hợp với chúng ta là những người mới học tiếng Pháp được vài tháng. Và về phần đọc thì đây là một bài nói về một địa điểm du lịch nổi tiếng của Pháp. Và khi chúng ta tập đọc thì chúng ta tìm những cái gì mà mình cảm thấy thích thú, cảm thấy hay, cảm thấy phù hợp với mình thì mình dễ đọc hơn. Nếu chúng ta đi vào những cái đề tài nó khó, đề tài mình không thích thì đương nhiên là không đọc, và không đọc thì nó không có thói quen. Thì thưa các anh chị, khi chúng ta học một ngôn ngữ của một quốc gia nào đó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về các cái nét văn hóa. Và đây là một trong những cái phần để chúng ta tìm hiểu nét văn hóa của nước Pháp, một địa điểm du lịch mà các anh chị sẽ nhìn thấy trong nội dung đứng hàng thứ hai ở trên nước Pháp. Đứng hàng đầu là vùng Paris. Trong thành phố Paris thì có rất nhiều điểm du lịch, có cả hàng chục điểm, và điểm nào cũng nổi tiếng thế giới hết. Thì ngoài cái địa giới của Paris, chúng ta đi ra ngoài thì đây là đứng số 2. Chúng ta có thể nói là sau Paris, đây là điểm du lịch nổi tiếng nhất của Pháp. Đó là Mont Saint-Michel. Chúng ta đọc là âm mũi. Mont Saint-Michel. Saint-Michel là một danh từ riêng. Nếu chúng ta dịch ra là Thánh Mi-ca-el, đây là một vị thánh ở trong đạo Công giáo. Và cái ngọn núi này, Mont là một ngọn núi này lấy tên của vị thánh này, vị thánh Saint-Michel. Ngọn núi là gì? Mont. Le Mont là một ngọn núi đơn lẻ. Chúng ta thấy như ở miền Bắc có núi Ba Vì, có núi Yên Tử, ở miền Trung ở Huế có núi Ngự Bình, rồi ở miền Nam gần Sài Gòn có núi Châu Thới, đi xa hơn một chút nữa xích về phía Long Khánh có núi Chứa Chan, rồi đi về phía Tây Ninh có núi Bà Đen. Tất cả như vậy chúng ta gọi là môn, bởi vì nó là một ngọn núi đơn lẻ và một rạng núi, tức là có nhiều ngọn núi liên tiếp với nhau, thì chúng ta có danh từ là La Montagne. La Montagne là núi non hay là một dạng núi. Như vậy Mont là một núi đơn lẻ, nó đứng một mình. Đôi khi nó có thể là đứng trong một dạng núi, nhưng mà chúng ta chỉ khảo sát cái ngọn núi đó thôi. Ví dụ như ở ngoài Bắc, ở vùng Tây Bắc có ngọn núi nổi tiếng là ngọn núi Fansipan. Nó nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn là một dạng núi rất là dài, dài hàng ngàn cây số, nhưng mà chúng ta chỉ khảo sát, chỉ nói về một cái ngọn núi trong cái dạng núi đó, tức là ngọn núi Fansipan, cao 1.142 mét, ngọn núi cao nhất Đông Dương đó. Thì chúng ta xét một ngọn núi trong một dạng núi, đó là Mont, và bài này có đề tựa là Mont Saint-Michel. Và tôi xin đọc đoạn đầu tiên, bởi vì trong đoạn này có hai điều về ngữ pháp tôi cũng muốn nhắc lại cho các anh chị nhớ. Tôi đọc cả đoạn, đọc trước một lần rồi tôi xin giải thích một số điểm. Le Mont Saint-Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en France. Il est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Ngọn núi Saint-Michel là một
Faire partie de. Tôi chỉ nói một chút về động từ faire partie de. Có lẽ nó cũng hơi lạ với một số anh chị đó, nhưng mà tôi giải thích rồi chúng ta có một cách thứ hai để chúng ta dùng. Faire là làm, partie là một phần, faire partie de tức là có một cái phần ở trong cái gì đó, tức là nằm trong số đó. Faire partie de có một số những cái yếu tố, và cái này nó nằm trong số những yếu tố đó, nó là một thành phần trong những cái yếu tố đó, chúng ta gọi là faire partie de. Thì có lẽ nó cũng hơi xa lạ với một số anh chị, thì chúng ta có thể làm một cách khác. Chẳng hạn như câu này nói là Le Mont Saint-Michel, ngọn núi Saint-Michel là nằm trong số những cái điểm du lịch quan trọng nhất ở bên Pháp. Thì chúng ta có thể nói một cách khác, ngọn núi Saint-Michel là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của nước Pháp. Thì chúng ta làm như sau, thay vì dùng faire partie de, thì chúng ta nói là cái ngọn núi đó, Le Mont Saint-Michel là un des sites touristiques les plus importants en France. Là un des plus importants, một trong những, un là một, des là nhiều, un des sites touristiques les plus importants en France. Ngọn núi Saint-Michel là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất. Un des sites touristiques les plus importants en France. Chúng ta có thể chẳng hạn nói như thế này, bên Việt Nam của chúng ta thì có các cái thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đấy. Ví dụ chúng ta nói là Đà Nẵng là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương, thì có mấy thành phố trực thuộc Trung ương, thì Đà Nẵng là một trong những thành phố này, thì Mont Saint-Michel là một trong những cái điểm du lịch quan trọng nhất của nước Pháp. Thì các anh chị dùng cách thứ hai này tương đối nó dễ hơn. Và cách trước thì đó là một cái cách hành văn, Le Mont Saint-Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en France. Site touristique là một cái điểm du lịch, chúng ta tạm dịch như vậy. Và important, chúng ta để ý ký tự M phát âm là N, do bởi nó đứng trước ký tự P, les plus importants en France. Và trong bài này đây là một trong hai điểm tôi xin lưu ý tất cả các anh chị, dưới từ on này đứng trước tên của nước Pháp, lý do chúng ta đã học trong một bài trước rồi. Ở trong số hơn 200 quốc gia mà được Liên Hiệp Quốc công nhận thì người ta chia ra làm hai loại trong tiếng Pháp, một loại là giống cái tức là la, một loại là giống đực là lơ, và một số ít là số nhiều. Thì chúng ta thấy số giống cái thì tất cả các quốc gia trừ 6 trường hợp, thì chúng ta có học trong một bài rồi, trừ 6 trường hợp đặc biệt thì tất cả các quốc gia nào có ký tự cuối là ơ thì đều là giống cái và đều dùng giới tự on, đó là quy tắc chung. Tất cả các quốc gia nào có ký tự cuối là ơ thì đều là giống cái, La France, ví dụ như La France, l'Italie thì đó là vân 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 vân. Hoặc là bên châu Á của chúng ta thì có La Chine, Trung Quốc, La Corée, Hàn Quốc, La Malaisie, Mã Lai, La Thailand, nước Thái Lan, Lai ở Ấn Độ. Tất cả các quốc gia nào tận cùng ở ơ thì nó là giống cái và chúng ta dùng giới tự on. Cộng thêm một phần thứ hai nữa là tất cả các cái vùng miền ở trên là quốc gia, các vùng miền nào tận cùng bằng ơ thì chúng ta cũng dùng giới tự on. Ví dụ như là on Normandie mà chúng ta sẽ thấy ở bên dưới, rồi on California, California một tiểu bang ở bên Mỹ, nhưng mà dịch qua tiếng Pháp thì là nó tận cùng bằng ơ, ở bên tiếng Anh là California và tiếng Pháp là California. Thì đó là một vùng miền mà tận cùng bằng ơ thì người ta cũng coi như là dùng như với quy tắc của quốc gia giống cái, cũng dùng giấy tự on. Như vậy tôi vừa mới nhắc lại, đây là một điểm ngữ pháp cũng tương đối quan trọng, các anh chị nhớ một lần cho đầy đủ, tất cả là các quốc gia giống cái thì dùng giấy tự on. Và tôi đọc lại cái đoạn này chỉ có cái chỗ đó chúng ta cần để ý. Le Mont Saint-Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en France. Qua đoạn thứ hai, il est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Il là cái ngọn núi này. Il là cái ngọn núi này. Nó nằm ở trong danh sách. Il est sur la liste. Liste là một cái danh sách. Du patrimoine mondial. Patrimoine mondial là di sản thế giới. Patrimoine là di sản mà một cái gì đó hay một thế hệ gì đó truyền lại cho một nhóm người hay cho một quốc gia. Nếu mà truyền lại cho một người thì không gọi là patrimoine, gọi là héritage.
để lại một cái di sản mà để lại cho một nhóm hay cho một quốc gia, người ta gọi là di sản, và đây là để lại cho cả thế giới. Người ta tính cái Mont Saint-Michel là di sản của cả thế giới, mặc dù nằm trên đất Pháp, chúng ta gọi là di sản thế giới, Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1979. Và tôi muốn nói về một chút về depuis. Chữ depuis này là chúng ta nói là kể từ 1979 thì Le Mont Saint-Michel được UNESCO công nhận là một di sản thế giới từ 1979. Vậy chữ depuis dùng như thế nào ạ? Chữ depuis có thể có hai cách dùng. Cách dùng thứ nhất là đi với một thời điểm, như chúng ta thấy ở trong bài này, depuis 1979, và năm nay là năm 2023, trừ đi 79 là 44. Chúng ta có thể dùng cách thứ hai, Le Mont Saint-Michel đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ 44 năm nay, depuis 44 ans. Chúng ta thấy là nó tương xứng với 1979 cho tới bây giờ là 44 năm. Như vậy chữ depuis ở trong tiếng Pháp chúng ta có thể dùng hai cách, dùng một thời điểm là 1979 hoặc là trừ đi từ 79 cho tới bây giờ là 44 năm, depuis 44 ans. Cũng giống như là tôi học tiếng Pháp từ 3 tháng nay, j'apprends le français depuis 3 mois. Bây giờ tháng 12, như vậy tôi học tiếng Pháp từ tháng 9, j'apprends le français depuis septembre. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, giờ tháng 12 là 3 tháng. Như vậy có hai cách nói ạ. Cách nói thứ nhất là dùng một thời điểm, j'apprends le français depuis septembre. Tôi học tiếng Pháp từ tháng 9 thì cũng giống như vậy, j'apprends le français depuis 3 mois. Từ tháng 9, từ 3 tháng, từ 1979, từ 44 năm. Chúng ta có hai cách nói. Như vậy các anh chị nào mà đã học tiếng Anh nhiều thì sẽ thấy nó khác hoàn toàn với tiếng Anh. Tiếng Anh dịch chữ depuis là since, nhưng mà trong since tiếng Anh thì động từ khác, ở đây động từ là động từ is, ilan. Và nếu ở trong tiếng Anh thì không thể dùng present như thế này được, phải dùng hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn, phải dùng thì hiện tại tiếp diễn, không thể dùng thì hiện tại như thế này được. Và chữ since ở trong tiếng Anh thì chỉ nói về một thời điểm thôi, từ năm 1979, không thể nói từ 44 năm được. Các anh chị học tiếng Anh thì anh chị thấy rõ rồi. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là depuis ở trong tiếng Pháp thì tương đương như là chữ since ở trong tiếng Anh, nhưng mà nó khác trong tiếng Anh là nó có thể dùng hai cách, là có thể dùng một thời điểm. Tôi học tiếng Pháp từ tháng 9 và tôi học tiếng Pháp từ 3 tháng, có thể nói hai cách. Và đặc biệt là động từ thì ở thì present. Il est sur la liste, j'apprends le français là động từ ở thì present. Và bây giờ xin mời các anh chị qua coi phần thứ hai tôi trình bày ở trên màn hình. Trước hết chúng ta hãy coi lại phần chúng ta đã trình bày trên bảng, rồi sau đó sẽ học phần kế tiếp. Và trong khi đọc lại chúng ta để ý các chữ được kẻ bên dưới, đó là những âm mũi Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en France. Ký tự M ở đây phát âm là M. Núi Thánh Michel thuộc về những cái điểm du lịch quan trọng nhất ở bên Pháp. Il est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Địa điểm này nằm ở trong danh sách di sản thế giới của UNESCO kể từ năm 1979. Le Mont Saint-Michel est au milieu d'une baie de 500 km carrés. Ngọn núi Saint-Michel thì nằm ở giữa một cái vịnh. Vịnh này rộng 500 cây số vuông. Une baie là một cái vịnh biển. Và chúng ta thấy ở bên Việt Nam có vịnh Hạ Long, la baie d'Along. Vịnh Hạ Long và au milieu de ở ngay chính giữa, in the middle of. Ở đây chúng ta hiểu một cách tương đối, không phải là ngay chính giữa như là tâm của một vòng tròn, nhưng mà chúng ta nói nó nằm xa một cái bờ, tức là nằm ở giữa một cái vịnh, và cái vịnh này rộng 500 cây số vuông. Tính từ carré có nghĩa là vuông, hình vuông, ví dụ một khuôn mặt hình vuông, un visage carré, ở trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là khuôn mặt chữ điền, nó vuông như thế này, hoặc là một cái đồng hồ treo tường mà nó hình vuông,
carré. Ở đây là cây số vuông, km carré, 500 km carré. Situé au sud-ouest du département de la Manche en Normandie. Và cái việc này nằm ở phía tây nam của tỉnh Manche, ở bên vùng Normandie. Chữ département chúng ta dịch tạm là tỉnh. Thực sự đây là một đơn vị hành chính tương đương với cấp tỉnh ở Việt Nam, nhưng người ta không dùng chữ tỉnh mà người ta dùng chữ département. Như vậy chúng ta hiểu département là một đơn vị hành chính tương đương như cấp tỉnh ở bên Việt Nam. Và ở trên nước Pháp thì có tất cả là 96 tỉnh, cộng thêm 5 tỉnh ở hải ngoại nữa. Nước Pháp có tất cả là 101 département. Chúng ta cũng có thể nói là 101 tỉnh thôi. Thì ở ngay mẫu quốc, tức là trên đất Pháp, thì có 96. Và tỉnh này tên là La Manche, chúng ta đọc là âm mũi, en Normandie. Normandie là một cái vùng, và vùng này có ký tự cuối là O, do đó người ta cũng dùng giấy từ O giống như tên một quốc gia giống cái, en Normandie. Và chúng ta thấy đây là bản đồ nước Pháp này, có tất cả là 96 tỉnh, 96 département ở trong mẫu quốc, và bên hải ngoại thì có 5 tỉnh nữa, và nằm trong một trong 13 vùng. Région là một vùng, chúng ta thấy là có các cái màu, mỗi màu này là một vùng, và một vùng này thì gồm có nhiều département, và tỉnh Manche, nơi có Mont-Saint-Michel, thì nằm trong vùng Normandie. Vùng Normandie là cái vùng có màu xanh lá như thế này, và Mont-Saint-Michel nằm ở cái vùng này, nằm ở vị trí chỗ này, nằm trong département Manche và nằm trong vùng Normandie. Cette baie est célèbre pour ses grands marais. Marais là thủy triều. Cái vịnh mà trong đó có núi Saint-Michel thì nổi tiếng do bởi có thủy triều rất là lớn. En effet, đọc nối. En effet, âm mũi và đọc nối. En effet là thật vậy. Les marais de cette baie sont les plus grands marais d'Europe. Thật vậy, thủy triều của vịnh này thì là một trong những thủy triều lớn nhất của châu Âu. Và hai chấm người ta giải thích, la mer disparaît sur une dizaine de kilomètres. Khi có thủy triều thấp thì biển nó rút xuống, tức là biển biến mất, tức là biển rút xuống trên khoảng 10 cây số, rồi sau đó puis revient, rồi sau đó biển lại trở lại à la vitesse d'un cheval au galop. Cheval là con ngựa, cheval au galop, con ngựa phi nước kiệu, và nó lại trở lại nhanh với tốc độ của con ngựa phi nước kiệu. Chúng ta biết con ngựa nó phi nước kiệu thì nó chạy rất là nhanh, vài chục cây số giờ, và thủy triều nó trở lại thì cũng nhanh như vậy. Thì chúng ta hình dung ra thủy triều này rất là mạnh, nó rút xong nó trở lại rất là nhanh, và có khi chúng ta chạy không kịp. Ở đây là hình những con ngựa nó chạy phi nước kiệu này, le galop. Galop thì nó chạy rất là nhanh, không phải là đi từ từ, nó phi rất là nhanh với tốc độ cao nhất. Và với tốc độ này thì thủy triều của vịnh Mont-Saint-Michel nó cũng quay trở lại, nó rút xuống ra xa rồi nó quay trở lại như là con ngựa nó phi nước kiệu như vậy. Người ta có thể nghe tiếng ầm 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 của nước khi nước dâng lên như vậy. Département, chúng ta không phát âm ký tự ơ giữa. Département là một đơn vị hành chính tương đương như cấp tỉnh của Việt Nam. Và nước Pháp có tất cả là 101 département, trong đó có 96 ở trên mẫu quốc và 5 thì ở hải ngoại. La marée là thủy triều, la vitesse là tốc độ. La baie du Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage. Pèlerinage là chúng ta không phát âm ký tự ơ giữa, đó là sự hành hương. Các tín đồ của các tôn giáo thường thường đi hành hương tới một điểm nào đó, và hầu hết các tôn giáo đều có những cái điểm hành hương rất là nổi tiếng. Ví dụ Hồi giáo thì đi về La Mecque ở bên Ả Rập, rồi Phật giáo đi về Tây Tạng, Công giáo thì đi về Fatima, Lourdes hoặc là Vatican. Người ta gọi đó là danh từ Le Pèlerinage. Abbey là tu viện. Tu viện ở trên đỉnh núi Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage, là một nơi hành hương. Son architecture religieuse et militaire date de l'époque médiévale. Medieval là tính từ thuộc về Trung Cổ. Thời kỳ Trung Cổ là Le Moyen Âge. Époque médiévale là thời kỳ Trung Cổ. Động từ date de. Động từ date de là động từ chúng ta có một cái niên đại hay là có một cái ngày tháng. Chúng ta thấy là trong
Động từ date có danh từ là data, data là ngày tháng năm. Như vậy chúng ta có thể nói date là có niên đại từ hoặc là có ngày tháng. Ví dụ lettre date du vin, cái lá thư này đề ngày 20, hoặc là lettre non date, một cái lá thư không đề ngày. Và chúng ta thấy ở đây là cái kiến trúc về tôn giáo cũng như về quân sự này đã có niên đại từ thời Trung Cổ. Sự ngày xưa người ta xây ra các cái đền xây bằng đá như vậy ở trên núi này, một phần là để làm tu viện về tôn giáo, một phần là về quân sự để chống với quân ngoại xâm. Architecture là một danh từ feminine là kiến trúc. Chúng ta đã học trong bài trước các danh từ tận cùng bằng ur là như thế này thì đều là giống cái feminine. Và ở đây người ta dùng tính từ sở hữu là sông, không phải là một danh từ giống được, và do bởi đây là một danh từ giống cái nhưng mà mở đầu bằng nguyên âm, do đó người ta dùng sông để cho dễ phát âm, chứ không phải architecture là một danh từ giống được. Đây là một danh từ giống cái, sông architecture religious et militaire date de l'époque médiévale, là cái kiến trúc về tôn giáo cũng như về quân sự của Mont-Saint-Michel này có từ thời Trung Cổ. On peut admirer la baie à partir de la terrasse ouest. Terrasse là một cái sân thượng. Từ cái sân thượng về phía tây, người ta có thể ngắm nhìn toàn cái cảnh của cái vịnh này. Admirer là chiêm ngắm. Chúng ta admirer một cái gì nó đẹp, nó hay, nó đáng ngưỡng mộ. Admirer là chiêm ngắm, là ngưỡng mộ cái vịnh này. À partir de là từ hoặc là kể từ. Từ là nói về không gian, kể từ là nói về thời gian. Từ cái sân thượng, đứng từ sân thượng ở phía tây, người ta có nhìn thấy toàn cảnh của cái vịnh này. Hoặc là kể từ thì nói về thời gian. Ví dụ, à partir de maintenant, kể từ bây giờ. À partir d'aujourd'hui, kể từ hôm nay. Hoặc là à partir du 8, kể từ ngày mùng 8. Thì chúng ta thấy là du 8 đờ lơ đó. À partir du 8. Như vậy chúng ta thấy đây là các ví dụ nói về thời gian, kể từ bây giờ, from now, kể từ hôm nay, from today, kể từ mùng 8, thì chúng ta thấy đây là các cái ví dụ nói về thời gian. Và kể từ chúng ta vừa nói bên trên có thể nói về không gian, có thể về thời gian. Ở trong bài chúng ta thấy à partir de là nói về không gian, kể từ hoặc là tính từ là từ cái sân thượng về phía tây, người ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh cái vịnh. À la baie, on peut faire des visites guidées, từ ở trong tu viện ở trên đỉnh núi, người ta có thể có những cái chuyến tham quan được hướng dẫn, voir des animations et assister à des concerts toute l'année. Và ở trong tu viện này người ta cũng có thể xem những cái hoạt cảnh hoặc là dự những cái buổi hòa nhạc suốt năm. Động từ assister à quelque chose là tham dự. Aux alentours du Mont Saint-Michel, il y a les plages et la vieille ville de Ranville. Aux alentours de, ở đây chúng ta đọc là âm mũi này. Aux alentours, âm mũi, Mont Saint-Michel, âm mũi. Aux alentours, ở số nhiều, tức là ở các cái vùng phụ cận của Mont Saint-Michel, thì có những cái bãi biển và có thành phố cổ tên là Ranville. Les îles Chausey très appréciées pour les excursions. Các cái hòn đảo tên là Chausey rất được ưa thích để đi dã ngoại. Et le musée des manuscrits à La France, và viện bảo tàng của những cái bản thảo viết tay ở một địa điểm tên là Avranches. Les spécialités locales sont nombreuses. Ở đây chúng ta đọc ký tự M để bằng ký tự N. Nombreuses. Các cái đặc sản của địa phương thì rất là nhiều. Il faut en goûter absolument au moins trois. Và dứt khoát là phải, absolument là tuyệt đối. Và dứt khoát là phải thưởng thức, goûter là nếm, thưởng thức ít nhất là ba trong số các đặc sản của địa phương. Và người ta kể ra ba đặc sản ít nhất mà chúng ta phải thưởng thức. L'omelette de la mer Poula, omelette, chúng ta không phát âm ký tự ơ này, omelette. Omelette de la mer Poula, mẹ là người mẹ, Poula đây là cái tên của cái loại trứng chiên. L'agneau de pré salé, l'agneau là thịt cừu. Les crêpes là bánh kẹp.
Dormir au Mont Saint-Michel est possible. Ngủ ở núi Saint-Michel thì có thể, tức là người ta có thể ngủ tại núi Mont Saint-Michel, l'hôtel Saint-Pierre près de l'abbaye propose des chambres doubles allant de 198 à 255 euros. Ở đây ký tự M mà chúng ta phát âm là ký tự N sau bởi đứng trước ký tự B. Ở trong tu viện thì có khách sạn tên là Saint Pierre, nó nằm ở gần trên tu viện, tức là trên đỉnh của ngọn núi đó, thì nó đưa ra những cái phòng ngủ đôi đi từ có giá từ 198 cho tới 255 euro. Le petit déjeuner est à partir de 17 euro. Và ở trong khách sạn này thì ăn sáng thì có giá kể từ 17 euro. En s'éloignant un peu, và nếu chúng ta đi xa hơn một chút, on trouve des chambres à partir de 63 euros par personne. Người ta có thể tìm những cái phòng để lưu trú từ 63 euro cho một người. Petit déjeuner compris, bao gồm cả ăn sáng, à l'hôtel Mercure, ở khách sạn Mercure, situé à 2 km du Mont Saint-Michel. Và khách sạn này nằm cách Mont Saint-Michel 2 cây số. Trong này chúng ta có một số các cái chỗ phát âm cần để ý này. Ký tự M phát âm là N và đây là âm mũi. Rồi O là âm mũi. S'éloignant cũng là âm mũi. On trouve, âm mũi, người ta tìm thấy. Dormir au Mont Saint-Michel est possible. L'hôtel Saint-Pierre près de l'abbaye propose des chambres doubles allant de 198 à 255 euros. Le petit déjeuner est à partir de 17 euros. En s'éloignant un peu, on trouve des chambres à partir de 63 euros par personne. Petit déjeuner compris. Ký tự M cũng phát âm là N. Đứng trước ký tự P. À l'hôtel Mercure situé à 2 km du Mont Saint-Michel. On peut se rendre au Mont Saint-Michel depuis Paris. Từ Paris. Ở đây chúng ta thấy là nói về không gian này. Từ Paris, người ta có thể đi tới Mont Saint-Michel. Động từ se rendre à thì tương đương như là aller à. Pour cela, để làm điều đó, il faut prendre le TGV jusqu'à Rennes, puis la ligne express en autocar entre Rennes et le Mont Saint-Michel. Để làm việc đó, tức là đi tới Saint-Michel, thì người ta có thể lấy xe lửa cao tốc cho tới Rennes, rồi sau đó đi cái tuyến xe ca, tuyến cao tốc, đi từ Rennes tới Mont Saint-Michel. TGV là viết tắt của train à grande vitesse, tức là xe lửa cao tốc. Rồi chúng ta có động từ prendre để dùng với bất cứ một phương tiện di chuyển nào. Để làm chuyện đó, tức là để đi từ Paris cho tới Mont Saint-Michel, thì người ta có thể dùng xe lửa cao tốc đi cho tới Rennes, rồi sau đó lấy xe ca tuyến chạy nhanh nối từ Rennes tới Mont Saint-Michel. Đây là bản đồ của nước Pháp. Và để đi từ Paris cho tới Mont Saint-Michel thì người ta nói là có thể đi tàu cao tốc từ Paris, là từ chỗ này đi thẳng tới Rennes, có tuyến cao tốc đi tới Rennes, rồi từ Rennes chúng ta lấy xe cao tốc để đi tới Mont Saint-Michel. Từ Paris chúng ta lấy xe lửa cao tốc đi xuống thành phố Rennes, rồi từ thành phố Rennes có tuyến xe ca nối với Mont Saint-Michel nằm ở chỗ này. Và bây giờ tôi đọc lại bài đọc này một lần rất là chậm, rồi sau đó nếu các anh chị có nhu cầu thì xem phần audio của tài liệu này. Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en France. Il est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le Mont Saint-Michel est au milieu d'une baie de 500 km² située au sud-ouest du département de la Manche en Normandie. Cette baie est célèbre pour ses rangs de marée.
En effet, les marais de cette baie sont les plus grands marais d'Europe. La mer disparaît sur une dizaine de kilomètres, puis revient à la vitesse d'un cheval au galop. La baie du Mont-Saint-Michel est un lieu de pèlerinage. Son architecture religieuse et militaire date de l'époque médiévale. On peut admirer la baie à partir de la terrasse ouest. À l'abbaye, on peut faire des visites guidées, voir des animations et assister à des concerts toute l'année. Aux alentours du Mont Saint-Michel, il y a des plages et la vieille ville de Ranville. Les îles Chausey, très appréciées pour les excursions, et le musée des manuscrits à Avranches. Les spécialités locales sont nombreuses. Il faut en goûter absolument au moins trois: l'omelette de la mère Poula, l'agneau de pré salé, les crêpes. Cái tấm hình sau đây cho chúng ta thấy là Mont Saint-Michel nằm giữa một cái vịnh. Đây là cái bè của cái vịnh rộng 500 cây số vuông, và sau này người ta đã đắp một con đê để xe hơi, con người có thể đi thẳng tới chân của Mont Saint-Michel. Và trên đỉnh của Mont Saint-Michel có một tu viện, chúng ta sẽ gọi đây là Abbaye Mont Saint-Michel. Chúng ta phát âm là Abbaye, Abbaye Mont Saint-Michel ở trên đỉnh của núi Mont Saint-Michel. Xin chào tất cả mọi người.